Hoan nghênh mọi người đã đến với kênh của mình. Thì như mọi người đã thấy trên màn hình đấy, đây là một tựa game phải nói là cũng khá là nổi tiếng. Tựa game này có tên là Detroit Become Human. Thì trước kia khoảng nó khoảng chừng năm ngoái ấy, thì game này nó độc quyền trên PS4. Sau đó thì nó sau khi được lên PC thì nó lại tiếp tục độc quyền trên Epic. Đến tận bây giờ nó mới bắt đầu cho chúng ta mua trên Steam, nhưng mà cũng khoảng một thời gian nữa mới bắt đầu bán lần. Ba tựa game của nhà sản xuất này, thì ba tựa game đó là gì? Detroit Become Human, rồi thêm hai tựa game nữa là Beyond Two Souls, với lại tựa game nữa, nói chung là cũng khá nổi tiếng lắm. Thì ba tựa game demo đó mình sẽ chơi hết cho mọi người biết trước khi chúng ta chơi bản chính thức. Nói vậy thôi chứ nó bán khá mắc đấy. Mình nếu mà nó mà ra thì chưa chắc mình sẽ chơi liền được. Mình sẽ đợi cho nó giảm giá mình mới mua được. Thì nội dung sơ sơ của tựa game này là nói về trong tương lai không xa, khi mà loài người đã bắt đầu sử dụng robot vào tất cả các hoạt động thường ngày để hỗ trợ cho loài người. Thì bắt đầu đã có mâu thuẫn xảy ra, tại vì tất cả các công việc đều có thể sử dụng một robot để làm giúp hết, khiến cho một số thành phần xã hội bị thất nghiệp. Đó, những người đó bắt đầu nổi dậy và kiểu mà tẩy chay robot đi. Thì game này sẽ nói về mâu thuẫn giữa những cái người đấy với tầng lớp robot phục vụ cho loài người. Rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta vô thôi. Đây chỉ là bản demo thôi nhé. Casual. Cái này là động độ khó đây này. Thôi, chơi casual thôi. 15 tháng 8 năm 2038. Khiếp bực. Cách đây 38 năm. Nói chung là 38 năm sau. À, cái bản demo này trước là những có trò chơi trên PS4 rồi. Nhưng nhớ không lầm vậy. Game đồ họa tuyệt đỉnh, không chê vào đâu được. Ok, trước mình cũng chưa chơi bản demo này trên PS4. Bây giờ chết thôi. Đây, chúng ta vào vai một Android được cử tới đây để làm cái gì? Để hỗ trợ giải cứu con tin. Sử dụng Crisis. Đây, gia đình đây. Ông chồng là Philip John, sinh năm 99. Vợ là Caroline, sinh 201. Con gái mục tiêu của chúng ta đây. Mục tiêu cần giải cứu là sinh 2028. Thêm một cái tin vui mà mình muốn báo cho mọi người biết là game này đang được Việt hóa bởi một số thành viên trong nhóm Việt hóa Detroit Become Human của game tiếng Việt nhé. Còn bao giờ ra thì thứ thiệt là mình không biết. Chúng ta cứ chờ thôi. Khi nào ra Việt hóa mình sẽ cố gắng mình chơi cho mọi người hiểu được nội dung game này. Please, you're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. You. Why aren't you sending a real person? Bà này bà mới vừa bảo, bà mới vừa cầu cứu chúng ta giải cứu con gái của bà, xong sau đó bà phát hiện, bà nhìn lên trán của đây nè, thấy cái gì sáng sáng trên trán không? Bà nhìn thấy cái đó, xong mà bà mới phát hiện robot, bà mới bảo là sao không bảo, sao không gửi người thật tới mà lại gửi một con robot tới đây. Quét, đây là một con cá, bỏ đi hay là cứu nó đi. Mọi người thấy đồ họa tuyệt đỉnh chưa? Mai cho mày đây. Nó làm robot mà nó làm cả cái. Mọi người thấy cái, những nét tàn nhang trên mặt của một robot nào? Làm thật đến nó đồ họa quá đỉnh. Nhiệm vụ chúng ta là tìm đội trưởng Alan.
mấy anh cha kia mới bảo là tại sao chúng ta lại phí thời gian chứ. Phí thời gian vào việc mình nhờ cái con robot này giải cứu con tin. Ấy mục tiêu ở kia. Ok. Từ từ. Nhiệm vụ này là điều tra và giải cứu con tin cho nên phải đi thu thập tất cả những cái vật phẩm cần thiết rồi. Khỏi cần chỉ. Tôi biết. Nói chuyện, nó bắt chúng ta phải nói chuyện chứ. Đây, nói chuyện thì nói chuyện. Rồi, tôi tới đây. Captain Allen. Thời trưởng Allen, tôi là Connor. I'm the android sent by Cyberlife. It's firing at everything that moves. Ấy, kinh thường ta. It already shot down two of my men. Thấy robot không thèm trả lời. They get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Giờ phải hỏi cái gì đây? Tên của kẻ bắt cóc. Hỏi nó hành vi à? Do you know its name? Biết tên nó là gì không? I haven't got a clue. Thì không biết hết. Không quan trọng mà. Tôi cần thông tin để có giải pháp tốt nhất. Hỏi gặp Deacticot không? Have you tried its deactivation codes? The first thing we tried. Deacticot là cái mã để khóa, để vô hiệu hóa con robot đó. Kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Thằng này chảnh thiệt chứ. Nó bảo là nhiệm vụ của mày là tới đây là để giải cứu con bé đó, và để ngăn cái thằng quỷ kia lại. Đó là chuyện quan trọng nhất, còn mấy chuyện khác để tao lo. Giờ phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới ấy được chứ. Có chỗ để súng. Dấu hiệu gì đây? Đây là khẩu súng MS-853, chứa được 17 viên đạn. Một manh mối, còn đây là gì? Hộp đạn này. Đây là bạn 3.55. À, dừng lại hiện trường. LT hoặc RT. Đây này là quay nhanh, quay ngược thời gian. Đây này, nó lấy khẩu súng của người cha. Khẩu súng của ông cha, cha của con bé đó đấy. Đây còn có manh mối gì nữa không? Chúng ta có hai nhiệm vụ là tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và cứu được con tin. Okay. Nãy có phòng chúng ta chưa vô được, tìm kiếm phòng của con bé đó. Có đoạn ghi âm máy nghe nhạc. Tại phone không dây luôn. Bài gì? Đứa trẻ không nghe tiếng súng, do nó đang nghe cái này nên nó không nghe tiếng súng bắn. Đây là gì đó? iPad. Đây iPad để chiếu gì nào? Đây là Daniel, robot tốt nhất thế giới. Đây là bạn của cháu, chúng cháu luôn ở cùng nhau. Đó là con robot đấy. Con robot đã bắt cóc đứa trẻ, nhưng mà lúc đầu hai đứa có vẻ khá thân. Phải kiếm thêm thông tin mới biết được.
khá nhiều thứ chưa khám phá. Kiểm tra nạn nhân đây. Nạn nhân đầu tiên, một cảnh sát. À, ông này tên là Anthony. Có dấu vết là đã từng cầm súng, chỉ bắn được một viên đạn thôi. Trời, bị trúng ngay tim luôn, chảy máu trong. Dừng lại hiện trường. Đây, ông này cầm súng để uy hiếp khi kêu con kia nó buông súng xuống. Nó sẽ theo nữa sao? Bắn vào vai nó. Cảnh sát bắn vào nó. Đấy. Còn cái manh mối nữa đâu ta? À đây, súng dằn xuống dưới bàn. Phát hiện vị trí của vũ khí. Xong. Có súng. Chúng ta có thêm một phương án để dự phòng. Tạp chí động luôn kìa. Ôi trời. Nó lại bắn tiếp rồi. Tắt. Gia đình chuẩn bị ăn cơm tối. Cái súng dưới bàn đó ta. Anh không sao chứ? Camera dở. À cả cái súng nằm đây. Quên. Đây. Có súng dự phòng rồi, có gì xử nó luôn. Lấy luôn. Tiến trình được 36%. Đây có dấu máu. Máu của con robot đây. Máu xanh. Thuộc loại BL-600. Còn gì nữa nào? Chạy ta. Đây đừng có hạn chế thời gian, ta chưa kiếm xong. À, đây. Đây khung cảnh con robot đang bắt con bé làm con tin ở trên TV. À, đội Quas đang cố gắng đi giải cứu. Chiếc giày của con bé. Như vậy là con bé có khả năng đã bị thương. Đây. Ông bố bị bắn chết rồi. Có bốn mình mối chúng ta phải tìm. Đây, Philip John đây. Chết lúc 7:29 tối. Một game hay thiệt chứ. Trúng phổi dưới, đạn 3.55. Vết thương ở phổi dưới phổi chứ.
chảy máu trong, gây ra chảy máu trong. Vết thương thứ hai. Ồ, cái này phía trên phổi. Lung phải phổi mà, nhớ không lầm là phổi. Ồ, gây ra hiện tượng bất thường ở tim chứ. Dựng lại hiện trường. Vậy là ông này đang coi phim thì bị bắn từ phía sau. Ông bố đang giữ thứ gì đấy. Đùa lại. Ông đang coi cái gì chúng ta coi từ phim. Có cái gì đó trên như cái iPad thì phải. Còn ông đang có cái gì đó 73% rồi. Cửa khóa. Đơn hàng. À, ông này tính mua một con robot mới. Ông này đang tính đặt hàng một con. Ông đã mua rồi, ông đã đặt hàng rồi. Một mẫu robot mới 80%. Mới chửi một robot khủng khiếp. Dại. Phòng gì đây? Phòng tắm. Không có gì. Không có gì trong phòng tắm hết. Vậy là gia đình này có 3 người, 2 vợ chồng, đứa con. Đứa con đang bị bắt cóc, ông bố bị giết, còn bà mẹ đã chạy thoát. Đã kiếm hết manh mối trong phòng, bây giờ phải ra cứu con tin. Đấy. Nó kìa. Xác định được vị trí. Bé mà không gặp. Lùi lại. Don't come any closer or I'll không được tới gần, không là tao sẽ nhảy. Đừng đừng. Cháu vàng đấy. Cháu vàng chú. Đi 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 đi. Ồ, có cả bắn tỉa luôn. Hỏi đi tính gì đó. Hi Daniel. Này, tôi là Daniel. My name is Connor. How do you know my name? Tôi là Connor. Ông kia tên là Daniel. I've come to get you out of this. Trực thăng làm cho độ tin cậy của nó với mình giảm xuống. Phải tăng độ tin cậy với nó với mình lên. Chứ nó bình tĩnh. I know you're angry, Daniel. Tôi biết anh đang rất là giận dữ, Daniel. Nhưng anh cần phải tin tôi và để tôi giúp anh. Tao không được giúp. Không ai giúp được tao hết. Tất cả những gì tao muốn là dừng lại chuyện này. Tao muốn dừng lại. Are you armed? Thật là nó giống nó giống. No, I don't have a gun. Tôi không có súng. Chết mồ ấy. I know you have a gun. Tao biết mày có súng. I'm telling you the truth, Daniel. I came here unarmed. À, tôi không có gì hết. Bây giờ sao giờ sao? I know you and Emma were very close. You think tôi biết hai người rất thân. Anh nghĩ là con bé phản bội anh, nhưng mà không phải đâu. Mày nói dối. Tao biết con bé thích tao, yêu thương tao, nhưng tao đã sai. Nó cũng như những cái người khác thôi. Daniel, không phải đâu. Làm gì đây? They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? Họ sẽ khởi động lên. Đó là chuyện sẽ phải ra thôi. Tao tưởng tao là một phần của gia đình. Tao tưởng
tưởng tao quan trọng, rốt cuộc tao chỉ như là một món đồ chơi thôi. Chơi xong một vứt. Phải nói cái gì nữa đây? Nói tiếng Anh mình dở mà gặp mấy cái này chứ. Nhìn những chuyện anh làm đi. Anh được tạo ra để phục vụ cho con người chứ không phải là uy hiếp họ. Tao tạo ra để làm nô lệ hay là để làm đồ chơi? Chết mồ xuống rồi. Tao không muốn nghe cái tiếng đó nữa. Bảo chiếc trực thăng nó cút ra khỏi đây. Đồng ý đi. Đi. Tình huống đang nằm trong tầm kiểm soát. Rồi. Tôi đã làm những gì anh muốn rồi đấy. Hãy tin tôi đi. Anh phải tin tôi, Daniel. Để cho con bé đi và tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn. Tao muốn mọi người rời đi hết. Và tao muốn có một chiếc xe. Khi tao rời khỏi thành phố, tao sẽ thả con bé ra. Ok, xe. Đó chuyện không thể nào. Để con bé đi và tôi hứa anh sẽ không bị thương đâu. Tôi không muốn anh chết. You took human lives. Nothing can stop them from destroying you now. Taking one more life won't do you any good. I've spent my life taking orders. Tao đã dành cả đời để nghe lệnh rồi. Now it's my turn to. Giờ tính lượt tao ra lệnh. What? Mày làm gì đấy? Cái cú bé. Rồi cuối cùng cũng cứu kịp. Hy sinh luôn à? What the hell? À mà có gì rơi xuống hư rồi sửa lại thôi à. Robot. Nhiệm vụ hoàn thành. Tuy là hoàn thành không, cũng nói chung là không có hoàn hảo nhất, nhưng dù sao cũng cứu được con tin rồi. Cái này mà chơi bản Việt hóa nó tuyệt vời cỡ nào. Tiếng Anh mình có giới hạn thôi, cho nên có một số từ không hiểu. Game này chơi là phải tiếng Anh phải rồ lắm, chứ thôi chọn bậy hết. Lúc đầu mình muốn là cứu được con bé, nhưng mà khuyên được cái con robot nó tự đầu hàng luôn cơ. Rốt cuộc không được. Đây là những cái tiến trình mà bạn sẽ đạt được này khi mà đưa ra những lựa chọn trong game. Chưa kịp coi nữa là bấm nhanh quá. We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Sao có cảnh này nữa? Sao có cái cảnh Kono bắn cái em dẫn chương trình, ấy dẫn chuyện lộn. Cái em Ngụy đó là em dẫn chuyện, cũng là robot. To decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you. Giờ xong demo rồi. Mọi người thấy demo đỉnh không? Đồ họa đẹp vậy cho nên nó nặng lắm. Bản demo ngắn ngủn gì mà mọi người biết bao nhiêu ghi không? Mười mấy ghi á. Trong Detroit, lựa chọn của bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc chuyện. Nó sẽ khó hay dễ tùy theo cái cách bạn chơi và cách bạn đưa ra cái lựa chọn. Bạn có muốn chơi lại cái cảnh này và xem những cái kết thúc khác nhau không? Rồi. Tất cả demo nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi, cứu con bé đó.
mình đã làm được rồi. Có gì trong bản chính thức thì chúng ta chưa? Sau cái này chắc mình sẽ chơi cái Beyond Chuso học cái một bản khác nữa, cũng là của nhà sản xuất này luôn. Nói về người cha đi cứu đứa con bị bắt cóc. Game đó tên gì quên. Heavy Rain. Heavy Rain, mưa nặng hạt ấy. Cái đó khá hay. Vậy ha. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like và share. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký nha. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.